Hello các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì hiện tại mình đang đứng trước cổng chính của tỉnh Dòng Chúa Cứu Chuộc. Hôm nay là ngày khai mạc của Đại hội Thánh Mẫu. Thì hôm nay mình sẽ quay lại buổi lễ khai mạc của Đại hội Thánh Mẫu này để chia sẻ tới các bạn, tất cả các bạn. Xin mời các bạn cùng đón theo dõi với mình nha. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi vào phía bên trong nha. 7 giờ là sẽ bắt đầu lễ khai mạc. Hai bên là ngồi chật hết rồi. Rất là đông bà con hành hương từ khắp nơi trên nước Mỹ. Quá trình đông luôn. Ở đây là lễ đại chính nè, để tổ chức cái lễ khai mạc. Đoàn. Đây là mọi người đang chuẩn bị kiệu để mà sẽ có rước kiệu. Các bạn có thể thấy rất là đông bà con hành hương từ khắp nơi ở trên nước Mỹ để về dự lễ khai mạc ngày Đại hội Thánh Mẫu năm 2023. Bên đây là phía bên cạnh của nhà thờ nha, không có đối diện nhưng mà cũng rất đông người chuẩn bị. Rất là đông luôn nha. Tham dự lễ thì qua cái màn hình, tham dự lễ bên hông thì qua cái màn hình chính lớn. Tới giờ lễ thì tất cả mọi người sẽ tập trung về rất là đông. Rất là đông luôn. Mà dưới cái nhiệt độ thời tiết của thành phố Carthage, Missouri hiện tại là 100 độ F. Rất là nóng. Yeah.
Dòng chúng con mừng 70 năm toàn sủng. Dạ.
dòng mẹ trước kiếp trường. Đồng thời, hợp với Giáo hội Hoa Kỳ trong năm thứ hai, trong chương trình canh tân lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, cũng như cổ động và mời gọi giáo dân đến với Thánh Thể qua mẹ Maria, vì Chúa Giêsu Thánh Thể là quả phúc bởi lòng mẹ. Trong những ngày thánh mẫu này, chúng ta xin mẹ Maria dẫn chúng ta đến cùng Chúa Giêsu, con của mẹ, nơi bí tích Thánh Thể, để kín múc nghị lực giúp chúng ta vượt qua mọi sự khó khăn trong cuộc sống. Và giờ đây, tôi xin tất cả mọi người cùng con chào đón Đức Cha. Tôi sẽ đếm 1, 2, 3 thì chúng ta cùng nhau hô lớn Welcome Bishop Rice nhé. Ready? 1, 2, 3 Welcome Bishop Rice. Mình cũng xin kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở một cái video kế tiếp.